Kinh tế khó khăn quá, giờ bán nghệ không ra tiền thì đành đi bán thận vậy. Nhưng khoan, bộ phận nào trên cơ thể người là đắt tiền nhất? Buôn bán có dễ không? Và bán cái gì mà vừa sướng, vừa khỏe lại vừa có tiền? Cùng tiếp tục với series Vũ trụ cơ thể người độc đáo. Mọi người đừng quên subscribe để không bỏ sót tập nào hết nha. Ngoài chức năng và cấu trúc vô cùng phức tạp, các bộ phận cơ quan trên cơ thể con người cũng được quy đổi giá trị ra thành tiền. Toàn bộ cơ thể có giá lên đến 41 triệu đô la tổng cộng khi bán hết, tương đương hơn 961 tỷ tiền Việt Nam đó nha. Khủng khiếp đúng không? Mình nghĩ đó cũng là một trong những lý do khiến cho việc buôn bán nội tạng người bị cấm ở nước ta. Vì bất kỳ hành vi nào liên quan, dù là tự bán đồ của mình cũng sẽ bị phạt nặng. Theo bạn còn có lý do gì khác không? Nhưng cái gì trên cơ thể người mà giá lên tới cả ngàn tỷ như vậy? Ngàn tỷ chứ không phải ngàn vàng. Cái ngàn vàng là gì thì ai cũng biết rồi. Còn trong video này, mình lấy giá nước ngoài và mình cũng không khuyến khích mua bán gì hết nha. Chủ yếu để mọi người có thêm kiến thức và biết quý trọng cơ thể mình hơn. Số 1, vành tai, 250 cành cho mỗi tai. Một cặp tai thì được 500 cành và chỉ là cái vành bên ngoài thôi, chứ không phải bên trong hốc tai. Điều kỳ diệu là bạn vẫn có thể nghe được bình thường khi không có vành tai, chỉ là không được thẩm mỹ cho lắm. Thường thì các nhà khoa học sử dụng chúng để nghiên cứu và quan sát thí nghiệm, nhất là trong phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn đã từng nghe cụm từ nâng mũi cấu trúc sụn tai chưa? Là nó đó. Nhưng bác sĩ thẩm mỹ chỉ cần cắt một phần vành tai thôi, chứ không cắt hết. Và điều kỳ diệu là tai con người vẫn luôn phát triển trong suốt cuộc đời, nên sau khi cắt nó vẫn to ra như bình thường. Số 2, ruột thừa, một củ. Ngộ ở chỗ mình là người bán, nhưng mình vẫn phải trả tiền. Chủ yếu bác sĩ lấy về xong đem quăng đi, vì chả có ích lợi gì. Đúng rồi, là mình vô bệnh viện mổ ruột thừa đó. Nhưng biết đâu chừng trong tương lai, khoa học tìm ra lý do cho cái ruột thừa này, rồi lúc đó giá trị của nó sẽ tăng lên thì sao? Số 3, mũi 2 củ. Đi nâng mũi rẻ nhất cũng 7 củ, nâng cao cấp siêu thẩm mỹ có khi tốn cả 100 củ. Vậy mà giá trị bán được có 2 củ thôi, kèo này không thơm tí nào. Nhưng mà điều kỳ diệu là giống như vành tai, mũi cũng không ngừng lớn dần trong suốt cuộc đời mỗi người. Vì thế mà ông bà mới có cậu, mấy người tai to mũi bự có tướng làm quan. Số 4, răng 2 củ một chiếc, 2 hàm 32 cái, vậy chi 64 triệu cho bộ răng. Nhưng tiếc là giá trị của răng giờ giảm mạnh rồi. Trong lịch sử, bán răng của bạn được coi là một nguồn thu nhập phụ. Khi thời điểm kinh tế trở nên cực kỳ khó khăn, răng người được thu hoạch, sau đó làm sạch và phân loại, rồi đem trồng vào mồm những ai có nhu cầu làm răng giả thời ấy. Với sự ra đời của răng sứ, răng nhựa, răng platinum, giá răng thật của con người đã giảm nhanh chóng. Số 5, bất ngờ khi bộ não chỉ có giá 3,5 triệu. Thất vọng não nề. Não là một trong những bộ phận spotlight của series Vũ trụ cơ thể người. Vậy mà giá có 3,5 củ. Thật ra cũng có lý, vì bộ não phức tạp và tinh vi. Nhưng quá trình cấy ghép sử dụng vẫn chưa đạt được bước tiến nào nổi bật trong suốt 200 năm qua. Có thể trong tương lai, ở thời điểm các robot lai giữa sinh học và máy móc ra đời, lúc đó giá trị của não sẽ khác hẳn. Số 6, bàn tay và cẳng tay phải được bán cùng nhau, 9 triệu một bên. Bàn tay con người là một trong những bộ phận hấp dẫn nhất của cơ thể, và bàn tay còn có giá cao hơn cả bộ não con người. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Bàn tay phải được bán với một cẳng tay đi kèm, nếu không giá trị sẽ giảm xuống. Khoa học sử dụng bàn tay và cẳng tay để triển lãm và nghiên cứu. Nhưng theo bạn nghĩ, tại sao lại không ghép tay vào cho những người khuyết tật? Số 7, dạ dày 12 triệu. Dù là hợp pháp hay không hợp pháp thì giá trị của dạ dày ở mức rẻ mạt cơ bản là do những tiến bộ trong phẫu thuật của các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Do đó có thể dễ dàng cắt bớt một phần, thu nhỏ, chắp vá lại dạ dày mà không cần thiết phải thay nguyên bộ. Số 8, vai 12 triệu. Lạ lùng là vai người lại có giá trị hơn bàn tay và cẳng tay. Chẳng hiểu vì sao, chắc là do ai cũng cần có một bờ vai vững chắc để tựa. Vai được sử dụng cho mục đích triển lãm và nghiên cứu giống như bàn tay. Số 9, lá lách 12 triệu 200 ngàn. Lá lách là một trong những cơ quan giống như ruột thừa mà bạn có thể sống mà không có. Tuy nhiên, lá lách có nhiều chức năng hơn ruột thừa và do đó có giá cao hơn. Số 10, cái này các bạn nam mình có nhiều lắm đây. Đó là con chung tình còn sống, 14 triệu cho một nháy. Tinh trùng có thể được hiến tặng ở hầu hết các thành phố lớn, nhất là các nước phát triển kể cả Trung Quốc. Mỗi lần hiến tặng sẽ nhận được khoản tiền tầm 14 triệu. Tinh trùng có thể được sử dụng để nghiên cứu, lưu trữ trong ngân hàng tinh trùng và dùng cho các cặp đôi hiếm muộn, đồng tính. Tiêu chuẩn thường đặt ra là sạch sẽ, không mắc bệnh di truyền, bệnh truyền nhiễm, có diện mạo dễ nhìn, nói chung là đẹp trai. Khoai to hàng khủng thì ưu tiên. Một số nước quy định chiều cao phải trên 1m7, tóc tai dồi dào và có học thức. Mong là Việt Nam mình cũng sớm áp dụng cho các
các anh em có công ăn chuyện làm vì không giống như các bộ phận khác trên cơ thể. Sữa ông thọ có thể được sản xuất đều đều và dài dài trong suốt cuộc đời. Số 11, da đầu, 14.100.000. Đắt hơn gấp 5 lần so với bộ não. Da đầu được sử dụng để cấy ghép cho các ca phẫu thuật não và giá trị của da đầu cũng đang tăng lên. Vì da đầu chứa các nang lông mọc tóc nên cũng được dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Thực tế mà nói, da đầu của bạn lại có giá trị đối với khoa học và y học còn hơn là bộ não đó nha. Số 12, hộp sọ có răng 28 triệu. Rồi chả biết lấy về làm gì nữa. Nghe nói là để trưng bày và nghiên cứu, nhưng giá hộp sọ như vậy có cao quá không mọi người? Số 13, túi mật 30 triệu. Nguyên cái túi nha, chứ không phải như mật gấu mà lấy kim tiêm vô xong hút mật ra. Túi mật là một trong những cơ quan mà nhiều người phải cắt bỏ, chủ yếu viêm túi mật hay do liên quan ung thư. Nói chung là không có mật thì vẫn sống được. Bây giờ bạn biết nó có thể bán với giá bao nhiêu rồi đó. Số 14, tóc người 34 triệu. Được sử dụng chủ yếu để làm tóc giả. Và vì bạn có thể mọc nhiều hơn nên nó gần như trở thành một nguồn thu nhập có lời không vốn. Tùy thuộc vào độ dài, độ khỏe và liệu tóc có được xử lý hóa chất hay không thì giá có thể còn cao hơn nữa. Việt Nam mình cũng có mua bán tóc thật đó mọi người. Số 15, nhãn cầu có giác mạc 36 triệu. Xin lưu ý rằng nhãn cầu phải chứa giác mạc ban đầu để có được giá trị thị trường đầy đủ, nếu không sẽ giảm giá đáng kể. Sử dụng rất nhiều trong y học, khoa học và tâm linh. Đừng quên, mắt là một trong những bộ phận nổi trội của series vũ trụ cơ thể người. Số 16, động mạch vành 37 triệu. Là một trong những cơ quan vận chuyển máu lớn nhất trong cơ thể người. Động mạch vành có giá trị khá cao, chúng được sử dụng cho nghiên cứu và cấy ghép. Số 17, ruột non 60 triệu. Một trong những cơ quan lớn nhất trong cơ thể. Nó được đặt tên là ruột non, theo đường kính chứ không phải theo chiều dài. Non có nghĩa là đường kính nhỏ hơn. Ruột non được sử dụng để hấp thụ chất dinh dưỡng và có giá trị cho nghiên cứu khoa học cũng như cấy ghép y học. Trên con heo thì người ta gọi là lòng non, và mấy ông nhậu thì ghiền lắm đây, vì có thể chế biến ra cả chục món ăn khác nhau. Số 18, máu 80 triệu. Lưu ý là giá này cho tất cả máu có trong cơ thể con người. Do đó, mỗi lần mà đi bán máu thì giá sẽ thấp hơn, còn đi hiến máu thì giá thấp nữa. Máu là một trong số ít bộ phận cơ quan người được phép buôn bán công khai trên toàn thế giới, vì cho tới nay, y học vẫn chưa tìm ra được cách thay thế hay nuôi cấy máu. Dù cho nhu cầu sử dụng là rất rất cao, máu này được sử dụng để truyền máu và thành phần huyết tương được sử dụng để phát triển thuốc, mặc dù huyết tương thường được bán riêng với máu thông thường. Một sự thật thú vị là máu phải được sử dụng trong vòng 31 ngày kể từ ngày thu hoạch hoặc hết hạn. Số 19, số này hơi nhói, tinh hoàn, một cặp hai trứng, 120 triệu. Đây là giá ước tính cho tinh hoàn, được sử dụng chủ yếu cho mục đích nghiên cứu. Nhu cầu về tinh hoàn khá thấp so với các bộ phận cơ thể có giá trị cao khác, vì ai lại đi ghép trứng cút làm gì? Số 20, xương và dây chằn, 120 triệu. Chúng được sử dụng để nghiên cứu và trưng bày, cấy ghép phần nhỏ nhỏ hay một phần thì giá vậy, còn nguyên bộ thì giá lên đến 180 triệu lần nha. Số 21, trứng, một trứng của nữ, 190 triệu. Nữ giới được sinh ra với một lượng trứng hữu hạn, trong khi nam giới tiếp tục sản xuất tinh trùng đều đặn cho đến khi chết. Đây là giá của mỗi quả trứng. Hiện nay, giá đã giảm nhiều so với những thập niên trước, có thời kỳ lên đến 250 triệu cho mỗi quả trứng. Trứng được sử dụng cho nghiên cứu hoặc để hiến tặng cho các cặp đôi hiếm muộn. Số 22, giác mạc, mỗi giác mạc 450 triệu. Lạ lùng làm sao khi giá của nhãn cầu có bao gồm giác mạc chỉ có 36 triệu, thấp hơn giá riêng của giác mạc. Giác mạc là bộ phận quan trọng nhất của mắt và cũng là bộ phận dễ bị tổn thương hoặc khiếm khuyết nhất. Giác mạc được sử dụng chủ yếu là để cấy ghép, vì thường là người ta ghép giác mạc, chứ ít ai đi ghép nguyên cái nhãn cầu nha. Tỷ lệ thành công của ghép giác mạc cũng cao hơn rất nhiều lần. Số 23, tủy xương, 560 triệu cho mỗi gram. Mỗi gram người thân của tôi. Tủy xương được chứa trong xương và chịu trách nhiệm tạo tế bào máu. Tủy xương được sử dụng để cấy ghép vì độ đặc thù của người cho tủy phải cực kỳ khớp với người nhận, cũng như nhu cầu lớn mà giá của tủy xương ngày càng cao. Số 24, da nguyên bộ, 700 triệu. Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể người. Cơ thể nhỏ hơn có ít da hơn và do đó có giá thấp hơn. Tương tự như vậy, cơ thể lớn hơn có nhiều da hơn và có giá cao hơn. Giá này là nguyên bộ và bao gồm cả lớp hạ bì dưới da. Da được sử dụng chủ yếu cho các nạn nhân bị bỏng và được cấy ghép. Số 25, hàng nóng tới đây. Trái chuối, 1 tỷ 8 cho trái chuối 18 cent. Có thể dùng để cấy ghép ư? Nói chung là đừng có gỉ nha. Mình cũng không dám nghĩ tới việc thu hoạch chuối như vậy có ý nghĩa gì. Chỉ thấy rằng giá quá trời cao, làm cả đời nhiều khi không dư được nhiêu đó tiền. Chẳng lẽ bây giờ mình đem bán nó đi sao?
Số 26, tụy 2 tỷ 6. Tuyến tụy chịu trách nhiệm sản xuất insulin, hormone điều chỉnh lượng đường trong máu. Nghe đường máu là biết rồi đó, hy vọng tương lai khoa học sẽ thành công trong việc chế tạo tuyến tụy nhân tạo. Số 27, món này là món thường xuyên nghe thấy mỗi lần iPhone ra đời mới nè. Thận 3 tỷ 3. Bạn có hai quả thận và chỉ cần một để sống, sao không bán lấy một quả lấy vốn làm ăn? Mọi người nói vậy đó, thận chịu trách nhiệm lọc chất thải ra khỏi máu và cơ thể. Thận được sử dụng để cấy ghép. Trên thực tế, thận là cơ quan được cấy ghép nhiều nhất. Giá chợ đen thì thấp hơn nhiều, còn giá chợ búa thì tầm 50-70 ngàn một quả, mua về xào ăn. Số 28, gan 3 tỷ 7. Gan chịu trách nhiệm điều hòa các chất hóa học trong máu, nhu cầu ghép gan cao. Do suy gan phổ biến hầu hết ở các nước phương Tây giấu nhiều rượu. Số 29, phổi 6 tỷ 4. Đây là giá cho mỗi bên của lá phổi và người ta phải lưu ý rằng nó dành cho phổi của người không bao giờ hút thuốc, khỏe mạnh, không thuốc lá, không vape, không cỏ, nói chung là không có gì hết. Phổi của người hút thuốc giảm giá trị xuống còn 800 triệu cho mỗi phổi thôi. Số 30, ruột già, đại tràng 19 tỷ. Bất ngờ chưa, ruột già có giá tới 19 tỷ lần đó nha. Khúc cuối của đường tiêu hóa, ruột già chịu trách nhiệm loại bỏ nước ra khỏi đường tiêu hóa trước khi bị trục xuất dưới dạng chất thải. Quy trình thu hoạch ruột già khá phức tạp nên được bán với giá cao. Ruột già chủ yếu được sử dụng để cấy ghép. Số cuối cùng 31, trái tim trị giá 24 tỷ. Công dụng làm gì thì biết rồi, cũng vẫn là một điểm nhất trong vũ trụ cơ thể con người. Thế mới thấy thân thể chúng ta là một cỗ máy vô giá, nó phức tạp và tinh vi vô cùng. Để hiểu hơn, hãy cùng đón xem tập tiếp theo trong series nhé.